xin mời lên trên sân khấu anh Đinh Bá Huy, chủ tịch câu lạc bộ bóng đá kia sẽ lên phát biểu. Kính thưa các vị, quý vị khách quý và các bạn thân mến, lời đầu tiên tôi thay mặt cho ban chủ nhiệm câu lạc bộ kia Hải Dương xin chào mừng và cảm ơn chân thành đến sự hiện diện đông đủ của quý vị khách mời, các câu lạc bộ đặc biệt chào đón 50 thành viên đã đến tham dự buổi lễ kỷ niệm 45 ngày thành lập câu lạc bộ kia Hải Dương ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ kia Hải Dương được thành lập từ ngày 22 tháng 7 năm 2012. Tiền thân từ hai đội Tây Ban Nha và Ý cho đến ngày hôm nay tròn 1 năm tuổi. Đây là mái nhà chung để những người yêu bóng đá, yêu thể thao và đặc biệt là những người thích uống bia, luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe để thể chất rồi đời sống tinh thần, góp phần xây dựng môi trường văn hóa thể thao lành mạnh. Qua đó mỗi thành viên trong câu lạc bộ được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và gắn bó hơn trong các mối quan hệ công tác cũng như hoạt động thể dục thể thao. Có thể nói rằng trong thời kỳ nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, các thành viên trong câu lạc bộ còn phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống, trong công việc, nhưng câu lạc bộ của chúng ta vẫn duy trì được các hoạt động thường xuyên, tình cảm giữa các thành viên ngày càng gắn bó đoàn kết, số lượng thành viên được duy trì và phát triển hơn. Bên cạnh việc tham gia các chương trình giao lưu, các giải bóng đá cấp phong trào cấp tỉnh đã thể hiện được tình đoàn kết của câu lạc bộ chào nói riêng và các phong trào thể thao nói chung toàn tỉnh. Với tinh thần đoàn đội đoàn kết gắn bó lành mạnh, tôi hy vọng trong thời gian tới chúng ta sẽ cùng cố gắng nỗ lực và cống hiến để xây dựng câu lạc bộ FC Bia mới mẻ, trẻ trung hơn, đoàn kết hơn và đông đảo các thành viên hơn. Công nhân thiệp này xin cảm ơn các vị khách quý đã dành thời gian đến đây tham dự cổng viên. Xin cảm ơn anh quý lãnh đạo sân bóng đá thành phố, anh Hà trọng tài quốc gia, câu lạc bộ Lai Cách, câu lạc bộ Thành Tâm, câu lạc bộ thành phố, câu lạc bộ bê tông sập, câu lạc bộ nhiếp ảnh gia Hải Dương, câu lạc bộ người mẫu thời trang Hải Dương, anh Hoàng Lẩu Lương 88 đã đồng hành và chia sẻ câu lạc bộ trong thời gian qua. Xin cảm ơn các nhà tài trợ, anh Huân quán bia Giúp Béo, anh Hương Phạm Hồng Thái, anh Thành chủ tịch khách sạn Thanh Bình, anh Hoàng Lẩu Lương 88, anh Quý ảnh viện đạo cưới Vũ Quý, anh Hải công an tỉnh Hải Dương và câu lạc bộ nhiếp ảnh gia Hải Dương xin chúc toàn thể sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và tất cả mọi người cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật.